Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Hitty của Xuân Thứ và một Pan Mạnh Hà, quân khá là ổn cho game thủ chúng ta. Cùng tuyển chém tuyển có đây rồi. Bên kia có chuyên mệnh cầm AC, Baby 98, Mạnh Hào cầm Egypt và Baby nữa của Sĩ Nhọn. Con này bên mình ngon hơn anh em ơi. Đây là Egypt của game thủ Chim Sẻ cùng chủ lực trong trận đấu này. Trong buổi tối ngày hôm nay thì không chỉ phát trên fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng mà còn có trên kênh YouTube Chim Sẻ Nắng AOE, trên kênh TikTok của game thủ Chim Sẻ Nắng nữa anh em nhá. Đây là bài đấu được cầm Egypt, nhưng mà điều quan trọng nhất là con Pan. Đấy, Pan nó như nào rồi, anh em có nhớ trận đấu đầu tiên khi mà Pan của Vũ Trí Bệnh đã càn lướt như thế nào rồi? Mặc dù trận đó quân chúng ta đánh giá là cửa trên đấy, còn trận này thì Hà là người cầm Pan. Và tôi cần một bài đấu ok để cho Mạnh Hà có thể thể hiện mình. Quân này thì mình nghĩ là hai đều thôi. Kèo rất là cân. Đại sư này không đánh Tuần Táo Tàu ơi. Đây sẽ là con voi đầu tiên đến từ cái thủ Mạnh Hà và chúng ta cũng xem là đôi voi hay không. Ban của cậu không tin được á. À, đừng bao giờ coi thường người khác. Chào anh cái quần tôi đâu nhá. Anh Minh đúng không ạ? Chuẩn chưa? Đây sẽ là voi đầu tiên được đưa về đến từ bài đấu này. Sẻ xem sau anh em ơi. Ôi, quan trọng nhất của ban này. Sẻ thì anh cung chủ lực rồi tính sau. Đây sẽ có voi đầu tiên dành cho em. Ok, với con voi này về thì sắp dân sẽ rất là đều và đi dò tìm đồ ăn nào. Sợ chẩu là món quà lắm à. Thỉnh thoảng cũng phải là món quà một tí chứ. Đây là máy của game thủ khác. Anh Huy với một bài đấu cầm Greg đang có hiệu quả phụ đây rồi. Và sẽ giải quyết bài hiệu này luôn, bài hiệu 5 con đấy từ game thủ Anh Huy. Bài cầm Greg. Rồi phi nhanh với con hiệu này nào, không nó nhảy loạn hết lên bây giờ. Ok, hiệu bắt đầu được đưa về. Làm vòng nữa đi dò rừng dừa quả phụ đây. Thiếu một đồ đấy từ Anh Huy thôi. Vàng có kia rồi. Bài này chém túi bụi thôi chứ có gì đâu. Lỗi mất con hiệu. Đúng rồi. Phải hành trình người đi gỡ nó mới đúng kịch bản đấy anh em. Phải có thêm voi nữa này. Rồi còn đây là Zapper. Hit the TT. Đấy, voi về S ủng các kiểu đây. Gỗ cũng đẹp. Tết tè lè rồi, hiêu đây rồi. Tìm nốt mỏ quả nữa thôi. Chim sẻ Egypt. Bài cũng có hiêu về, sư tử cắn mất một con hiêu. Và đánh dò về phía đồng đội. Nhưng mà đồng đội hình như là dò hết mấy khu vực này rồi. Khả năng là chưa lên được đời. Rồi xe máy của Mạnh Hà thôi. Bài Mạnh Hà đến mắc binh rồi. Ê ghê. Mày thể hiện một trận anh xem nào. Chém cho anh thứ không phải nghĩ luôn. Nhè yeah. Bây giờ phải tuyên bố nếu mà chuẩn chuẩn kiểu ngày xưa ấy thì hay có kiểu là chỉ cần có cung là thắng. Chỉ cần có cung là thắng thôi anh em ạ. À, múa. Không kịp búa được anh em ạ. Hai con, ok. Tính câu 3 voi nhưng mà không thành công đến từ Mạnh Hà thì thôi. Nên câu 2 con vậy, cũng rất là nét đây rồi. Cày thế. Rồi bên kia thì 5-6 mỗi người chết một dân rồi, chuyên mệnh 98. Mạnh Hà Egypt 4%, Bắc Binh. Rồi trong lúc F3 này thì xin giới thiệu anh em về nhãn hàng Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Richman với bộ sản phẩm chăm sóc đàn ông thế hệ mới giúp anh em tự tin hơn mỗi ngày. Và đừng bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi cực khủng đến từ nhãn hàng Richman ngay hôm nay. Chỉ cần anh em truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận thì anh em có thể được nhận ngay voucher 30k cho đơn từ 299k, kèm theo rất nhiều quà tặng hấp dẫn nữa khi anh em mua các sản phẩm như là sữa tắm này, combo lịch lãm, combo nam tính. Richman chăm sóc đàn ông thế hệ mới. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi Huy sẽ chém cho thứ, còn Hà sẽ chém cái này thôi. Bài 5 voi. Hiệu đầu thì không thấy đâu cả. Quả phụ không thấy đi dò nữa rồi. Mình nghĩ là vẫn nên... À đây, quả phụ rồi, mắc binh rồi. Đẹp quá. Voi tiếp theo sẽ đưa về. Con anh đang comment là chào anh cái Hải ơi, bình luận viên ơi. Nhưng mà anh này mỗi ngày hay vào bảo là livestream toàn phát lại. Bây giờ thôi, bắt lại rồi thì chào anh sao được. Đây con voi thứ 5 đưa về đây rồi. Rồi chuẩn bị cơ cấu trước nhà BB. Gần vàng đây nữa, bỏ quả đây nữa, tránh Ngô Mạnh nhá. Đấy xem Mạnh Hà chém trận đấu này anh em nhá. Chưa đi sẻ kêu tức là bài khả năng vẫn lên được đời. Không nào phải ỉ ôi phải kêu là bài xấu không lên đời cơ. Đấy rồi mấy con hiệu này đi ra chỗ khác đã. Đóng được enemy cũ, từ từ nào. Đúng rồi, giờ mới đóng được. Rồi, cơ cấu dân khá đã vàng ở trong trận đấu này thôi, tránh tung kim chi nhá. Tránh lâm sung ạ.
Rồi BB thôi. BB đi. Chờ gì nữa? Vâng, đã bảo là đọc BB đi, mà lại không đọc BB đi. Ê, ngoài thua. BL. Chả go đọc BB. Bài kích trong 10 rồi anh em ạ, không kích 9 được bài này. Quên anh em ạ. Rồi đi ăn quả nữa đi. Vâng, bây giờ mỗi bộ 7 lên đời thôi. Rồi, xin dò vào công giáp thôi. Tức là Bắc Bình lấy từ bài pan này. Nâng lại giáp em ơi. Không, em dùng gì đó. Công giáp nó phải đầy đủ ngay. Đây, 7 luôn đây nhá. Mạnh Hào người cầm đó chính là Egypt đánh chém ở đây. 37E đến từ Mạnh Hà. Và xích cổ ngay con giò Mạnh Hào nào. Rồi. Bắt sống con giò người cầm Egypt luôn. Bắt được giò Mạnh Hào rồi. Nhưng mà cần phải có sát thương. Không ăn được con dân nào kìa. Rất ảo. Vậy là tóm được giò Mạnh Hào rồi. Chính Vũ Hoàng nhá. 3 chém 1 cung chỉ có mình AC đánh cung thôi. Xem bo nhỏ bỏ quả đi em ơi. Ăn gỗ rồi bo nhỏ bỏ quả. Mạnh Hà đối đầu với Mạnh Hào. Vâng, như vậy bỏ gỗ. Rồi bạn thủ B rồi, có giò mới ngay. Tôi bảo rồi. Rồi bạn sẽ xúc vào cái mỏ quả này thôi. Bởi vì con ban mà để vào mỏ quả này thì nó sẽ rất là lực. Và Mạnh Hà đóng 2L này, rồi bạn thủ phù rồi. Sẽ hơi khó thì cho em đây. Đã chiên dân của người cầm Egypt bên phía đối phương. Đã mất hết mỏ quả này rồi. Có cần đấy. Ra bắn phù cái. Đã một bát con giò bên phía đối bạn đến từ cái thủ Mạnh Hà. Và đây là đả đối phương. Rồi đây là máy của game thủ anh Huy. Egypt. Máu 8 đâu cánh này, đó là sĩ Yamato. Sĩ Yamato là người cầm Babylon. Đây rồi, chơi được tân dân Baby này rồi. Có cả T màu 6 ôm bom ở đây luôn. Đó là Vitamin U98 Babylon. Một giò một T luôn vào nhà Huy sứt rồi. Huy có bánh xe và té. Gặp bài Egypt lên sớm nhất bản đồ đến từ Mạnh Hà. Và em đang mất hơi nhiều dân để bỏ quả. Timeline 26 đến từ bài đấu này. Đây là game thủ chia sẻ với timeline là số đó chính là 34. Đây là con T của cái cấp màu 6. Con T là con T đi ôm bom thôi, không vấn đề gì cả. Bắt con T này thôi. Sẽ quyết định đánh 3. Egypt. Bên kia sẽ có AC của chú bệnh đánh chủ lực thôi anh em ạ. Và chúng ta là hai chủ lực. Kín nhà rồi. Đây, giò của sĩ Yamato này. Timeline là 40 dành cho game thủ chia sẻ nắng với bài cầm Egypt của mình. Đây là bạn đà và dân ăn hoang của cái sau. Bạn đà của Vitamin U98 mất cảnh đó là một quả của bạn à, bấy hiểu đôi bạn luôn. Quý vị đang phải ôm dân bỏ chạy rồi. Xuân Thứ sao? Xuân Thứ hit team này tham lai 48 rồi, một tham lai rất to lên Xuân Thứ. Rất là khỏe. Đang bắn đây rồi. Tham lai 50 dành cho Xuân Thứ với bài cầm hit team của mình. Bộ na bắt đều ruộng đường tết tè loe luôn. Và đây là máy quý vị chia sẻ. Đây là kết hợp với Mạnh Hà bắn phù của đội bạn đây rồi. Và bò kín nhà lên giáp 2, tiếp tục bắn phù nữa. Đây con giò đây là Mạnh Hà. Rồi bắn được phù, bắn được giò. Quý sức đang xin gỗ lẻ. Và đây là nhà B của Mạnh Hào. Egypt thì bắt buộc phải đánh B với Pan thì Pan đang rất là khỏe. Đây. Tiếp tục là pha 7E đến chia sẻ để ăn dân của Mạnh Hào. Tham lai chia sẻ đâu số là 52. Tham lai rất là to. Rồi nâng cấp công nghệ đó chính là gỗ 2 và cần phải có BC lên đầu máu nữa. Gỗ 2 nâng cấp lên rồi, tăng A thứ 4 rồi. Xuân Thứ bên này tham lai đâu số đó chính là 53. Như vậy là hai chủ lực chúng ta vẫn rất là to. Và thế trận như thế này thì vẫn là tươi. Có nghĩa của chúng ta bởi vì đơn giản là chúng ta là hai chủ lực. Và đội bạn chỉ có một con AC chủ lực thôi. Và sẽ nghe đến từ Xuân Thứ để bắt đầu có quả. Rồi, bắn tốt. Giải E tốt đến từ Xuân Thứ. Bắt được cả dân cả quân đội bạn luôn. Rất hay vài của Hitty này. Khỏe luôn anh em ạ. Còn đây là một cái thủ chim sẻ. Bên này là đối đầu với Egypt Mạnh Hào. Ôi đây có mỏ quả đâu không trẻ giò lỗi được ạ.
Trong quả này thì không biết đóng gỡ đâu. 42 dần đến được chuyển mệnh, tham cân thôi. Tham cân như này chắc là những tay chém bên phía các bạn đang rất là khỏe đấy. Mạnh Hà tham lai 19, Lạc Đà đối đầu với Lạc Đà. Vẫn có phù của Mạnh Hào trước cửa nhà. Cứ khỏe, khỏe nguyên. Và Mạnh Hà tham lai là 18 thôi. Các bạn đang giải phù trước cửa nhà Mạnh Hà anh em ạ. Đây là cái rủ chim sẻ. Sẻ đang đốt L16. Khả năng Mạnh Hà phải bỏ nhà đấy. Chứ anh nghĩ là cả M6 tạt lại em thì không chơi được. Cả 6 cả M7 đang chơi nhà thôi. Bắt đầu bung nhà chính ra đây rồi. Đồng đội đã bơm vàng cho chưa nhở. Đây Lạc Đà là bạn đây. Đấy anh em thấy chưa. Khi mà bên mình hai chủ lực và bên kia một chủ lực mà tham chỉ cân, tức là những tay chém bên kia các bạn đang có tham lai rất to và khỏe. Và đặc biệt là game thủ VW98 các bạn thì lượng Lạc Đà đông như thế này cơ mà. Lạc Đà kẹp cung R, rồi thêm cả những con Lạc Đà của màu 8 sĩ Yamato đây nữa. Màu 5 chắc chỉ đi ốp thôi chứ không thấy đào vàng anh em ạ. Và thông tin báo về là bắt đầu đẩy Xuân Thứ. Đây là Upper. Rồi bạn là AC đẩy của Hitty này á. Đâu? Đẩy ở đâu? Và các bạn đẩy vào khoanh ruộng bên ngoài của Xuân Thứ thôi. Nhưng mà với thế GPT ôm nhau ấy thì không nghe. Đấy, thế nó nhanh. Để xẻ nó chặt đá nhầm à. Anh em nói mang tiếng nào. Đây, cung gờ cũng hài đây. Cũng hài đây. Bắt dân màu 8 đây. Đầu máu đây. Đấy, nằm đây, bạn ra ngoài bạn ơi. Xẻ ở trước cửa nhà bạn đấy. Bản đồ thì xin đồng đội bơm cho. Rồi khỏe lắm rồi anh em ơi. Thế trận một chủ lực AC gặp ngay Hitty Egypt với nhau thì thứ đang đào vàng rồi. Thế kia chúng ta lên 4 rồi, rồi bạn bắt buộc phải đi ôm rồi anh em ạ. Chứ để Hitty với cả Egypt lên 4 thì thôi. Đau lắm. Nâng đào vàng thành bổ đá. Sẽ chỉ lại cái nhà BM gái cho anh em đỡ thắc mắc. Anh em nó bảo sẽ nâng bổ vàng thành bổ đá anh em ạ. Đây, cứ đợt 5 đây. Kép đây là Egypt đầu máu. Mấy con AC này nhìn thấy thì đi chỗ khác chơi. Quick. Rồi, chắc là tụi bạn sẽ chờ cả Lạc Đà đi cùng để ốp nhà của Xuân Thứ thôi. Và con tơn ở nhà Steve rẻ đó là Lạc Đà màu 6. Và những con cung đờ của 98 đang lao vào. Đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đỡ phải đi tìm luôn. Vâng, đây là Lạc Đà đội bạn. Cá đông Lạc Đà, cả sĩ Yamato đang lao vào luôn anh em ạ. Ghê quá nhờ. Anh em đông đấy. Rồi. Vào đây các em ơi. Vào đây. Ây à. Thế mà nó vẫn vào được. Vào ở đâu ra các bạn nào vào. Phá BB đi, phá BB đi. Rồi ok. Vào hết đi. Ôi ôi. Nữa lên các em ơi. Đông vào. Không nghe. Thế cho nó nhanh. Xem cho thứ của nhà đi. Rồi hit đi đối đầu. Chúng rồi AC này. Ai lên được? Thứ lên 4 trước đi. Thứ lên 4 trước đi, cầm mấy con hot bắn cho sướng. Bơm đi em ơi. Rồi Hitty lên 4 nha. Đóng ca, đóng gì đi bạn ơi. Rồi đồ cái kích luôn rồi, không có gì đâu. Để lọt nhà bắt hết chém của bạn luôn anh em. Đây. Đây, đồ bạn ơi, bao nhiêu con dân. Vẫn là Lạc Đà, 18 là thật đơn màu 7. Mạnh Hào với 98 kinh nhờ hai anh em cố gắng đi. Và phải nói là cực kỳ khô máu để cho Mạnh Hào và 98 lao vào xả dân chim sẻ đáng vâng lấy được. Ghê thật. Hai anh em có vẻ rất quyết tâm rồi. Và bị lủng tơn hơi đau nhưng chim sẻ chắc chắn là có Lạc Đà giấu trong nhà rồi anh em. Đây, có Lạc Đà giấu trong nhà này. Không nghe. Đây là máy của Pamiran. Chở Mạnh Hà. Trong lúc mà đồng đội bị đánh thì em tham 9, em đang đi săn dân đội bạn. Em còn bao nhiêu quân rồi à? Dân đâu hết rồi? À đây còn hẳn 2 dân anh em ạ. Huy sức nào. Huy sức tham lại 18. Vâng, vẫn không đào vàng á. Vâng, thông tin báo về đội bạn vẫn không đào vàng. Thế thì hit đi lên 4 thôi. Ôi dồi ôi. Vâng, ở nhà đã bị đội bạn đục vào đây đi. Đó chính là VW98.
ôm được đâu mà tanh với cả không tanh. Và cùng là AG đối đầu với Hitty với Egypt. Rồi lên 4 xong rồi, nâng lửa bắn chặn nào. Không phải giáp 6 đâu bạn ơi, nó còn chém nữa đâu. Đấy, lên sạc gỗ đi sướng. Anh em thừa tân lực nhồi cho khỏe hẳn đấy anh em này. Rồi, khỏe rồi. Vâng, tụi bạn không lên 4 mà vẫn cố đánh nhỉ. Dị thật. Đây là máy của thủ chim sẻ, như vẫn đang bị quần. Đúng là như vậy, vẫn là mạnh hào với 98. Hai anh em phải nói là gì kinh khủng luôn. Ôi giời ơi, anh em chém quấy kinh quá. Và nếu như ở trong trận đấu này mà phải trao huy chương thì phải trao huy chương cho Mạnh Hào với 98. Và huy chương gọi là đồng đội ghi công. Các anh em chém như thế này thì không ai chịu được rồi. Hệ chém quấy gọi nó là phe phẩy, phải nói là đi vào lòng người luôn anh em ạ. Quấy khỏe tất. Mấy con sóc đơn, mấy con ngựa chém vơ va vơ vẩn. Và còn quấy nữa không? Và vẫn còn chém, vẫn đang mài ruộng, vẫn còn sọc đơn. Và đề nghị chim thể nắng xem làm nào để mô kín nhà lại được không. Đấy, nó lại vào thôi. Thế nữa. Và đây, chúng ta các bạn ơi, xem là mô kín lại đi. Và vẫn còn cung giờ trong nhà với kinh như này. Má văn xỉu thật. Đây, các bạn nhìn này. Vẫn còn sọc đơn trong nhà nữa, vừa cố gắng quá rồi đấy anh em, thể luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 5 thôi. Gỗ thì cả nghìn cơ mà.